Còn theo báo cáo của Tri cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh và Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh. Thời gian vừa qua tại khu dân cư ngoài bãi sông thuộc khu Vạn Phúc, phường Vạn An đã xuất hiện vết nứt sụt lún, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm về người và tài sản. Tỉnh Bắc Ninh đã lên phương án để sơ tán người dân. Cụ thể là khu vực xảy ra sạt trượt có chiều dài đoạn khoảng 75 m và các vết nứt có chiều rộng từ 5 cho đến 30 cm và vị trí bị sụt lún so với mặt đất hiện trạng ban đầu khoảng từ 30 cho đến 70 cm sát với khu dân cư ở ngoài bãi sông và có khả năng tiếp tục sạt trượt gây mất an toàn về người, tài sản của nhân dân địa phương và an toàn đi điều. Và ngay sau khi xảy ra sự cố thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo cắm biển cảnh báo, làm hệ thống rào chắn và theo dõi sát diễn biến của sự cố, chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ vật tư, nhân lực, trang thiết bị cần thiết để có thể huy động ngay nếu có sự cố phát triển thêm ảnh hưởng đến an toàn của người và tài sản của nhân dân cũng như là an toàn đê điều. Đồng thời xây dựng phương án, kịch bản để sơ tán dân khỏi khu vực gặp sự cố.